Máy lạnh là một sản phẩm quen thuộc và đã trở nên cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng mua loại nào và thương hiệu nào thì mới tốt? Vậy thì để mình gợi ý cho các bạn, sản phẩm máy lạnh đến từ thương hiệu Daikin có mã là FTKI35WAVMV này nhé. Dàn nóng và dàn lạnh hoạt động êm ái. Khi chế độ hoạt động êm được kích hoạt, âm thanh vận hành của dàn nóng và dàn lạnh của điều hòa sẽ được điều chỉnh xuống mức yên tĩnh để không làm phiền bạn và người thân trong gia đình. Độ ồn của máy chỉ ở mức 18 dB thôi, như là tiếng lá rơi vậy đó, cho giấc ngủ của bạn trọn vẹn hơn. Dàn tản nhiệt là bộ phận dễ bị ăn mòn bởi các tác nhân thời tiết, bụi bặm hoặc là khu vực có nồng độ muối cao. Nhưng mà thật may mắn, trên chiếc điều hòa này, cánh của dàn tản nhiệt sẽ được phủ hai lớp tĩnh điện, lớp nhựa acrylic và lớp chống thấm nước để tăng khả năng chống mưa axit và sự ăn mòn của muối, giúp thiết bị nhà bạn được bền bỉ hơn. Một số công nghệ của sản phẩm: công nghệ streamer, công nghệ lọc khí đặc quyền của Daikin với cơ chế giải phóng các electron tốc độ cao va chạm với oxy, nitơ, hơi nước trong không khí giúp tạo ra các phần tử có đặc tính phân hủy mạnh mẽ, tác động ức chế các tác nhân gây mùi, các tác nhân gây ô nhiễm như là vi khuẩn, virus, nấm mốc, phấn hoa, mạt bụi và bụi mịn PM2.5 trong các thành phần gây dị ứng, mang lại hiệu quả thanh lọc tối ưu bầu không khí mà bạn hít thở. Phin lọc hai lớp với sự kết hợp chức năng của hai loại phin lọc Enzyme Blue và phin lọc PM2.5 mang lại hiệu quả kép, vừa giúp loại bỏ các tác nhân gây mùi, chất gây dị ứng, nấm mốc, vi khuẩn, virus, lại vừa giúp loại bỏ các hạt bụi mịn PM2.5 giúp tinh lọc không khí. Với chức năng chấm ẩm mốc kết hợp công nghệ Streamer, khi tắt máy hoặc là ngưng chức năng làm lạnh và khử ẩm thì máy sẽ tự hoạt động ở trên chế độ chỉ chạy quạt trong vòng 1 giờ để làm khô bên trong dàn lạnh, nhằm làm giảm sự phát sinh nấm mốc và các mùi khó chịu, đem lại luồng không khí mát mẻ. Sản phẩm có luồng gió Honda được vận dụng từ hiện tượng khoa học Honda, khiến luồng hơi lạnh thè ra từ miệng gió được đẩy lên trần nhà rồi nhịp nhàng tỏa xuống, bao phủ toàn bộ không gian phòng. Chi tiết thiết kế tinh tế này sẽ giúp điều hòa Daikin mang lại sự thoải mái dễ chịu cho người dùng vì không trực tiếp thổi gió vào một khu vực mà phân bổ khí tươi mát đều khắp phòng cho người sử dụng được thoải mái hơn. Một điểm đặc biệt là sản phẩm có trang bị mắt thần thông minh, ngăn hao phí điện năng bằng việc phát hiện chuyển động của người trong phòng. Nếu không có chuyển động nào trong vòng 20 phút, máy sẽ tự động điều chỉnh và tăng nhiệt độ cài đặt 2 độ C hoặc là giảm 2 độ C nếu phát hiện có người quay lại. Công nghệ inverter quen thuộc sẽ điều chỉnh tốc độ quay và động cơ máy nén phù hợp với công suất làm lạnh mà không phải liên tục bật tắt máy nén. Khi nhiệt độ phòng đạt đến nhiệt độ cài đặt, máy sẽ duy trì ở nhiệt độ ổn định, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện đáng kể so với các dòng máy không inverter. Đồng thời, cải tiến độ ôn dàn nóng và dàn lạnh sẽ giúp máy hoạt động êm ái, duy trì nhiệt độ ổn định và đạt công suất tối ưu. Toàn là những công nghệ hiện đại và nổi bật thôi, rất đáng để mọi người tham khảo lúc nào. Và thông tin chi tiết của sản phẩm thì mình sẽ để phía bên trên của màn hình cho mọi người tham khảo nhé. Hiện tại, máy lạnh đang được bảo hành chính hãng 24 tháng và 1 đổi 1 nếu phát sinh lỗi kỹ thuật trong vòng 30 ngày. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng mình để được tư vấn và mua hàng nhanh nhất nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại.